Giới thiệu với cả nhà chiếc máy khoan và taro của thương hiệu WDDM với cái model đó là Z4132G. Máy sử dụng điện áp 3 pha 308, khoan được tối đa là 32 ly. Thì đó là chiếc thông số của một chiếc máy nguyên thủy. Còn bây giờ chúng ta kết hợp với lại đầu khoan 6 mũi cùng lúc. Thì cái đầu này có đường kính là 200mm. Như vậy thì nếu mà chúng ta có những cái chi tiết bố trí lỗ, cái hình nội tiếp đường tròn 200 thì chúng ta sử dụng cái đầu này. Và cái đầu này là đầu dịch chuyển được, chúng ta lưu ý nhé, dịch chuyển vị trí được. Như vậy cho nên anh em mình mà cần khoan 6 mũi hay là 8 mũi tùy nhé, 4 mũi cũng được. Chúng ta làm 6 mũi, 4 mũi, 8 mũi, 2 mũi vân cùng lúc, chúng ta sử dụng cái đầu này kết hợp với máy này để chúng ta khoan cũng như là taro rất nhanh và rất tiện lợi luôn. Thì phần điều khiển máy thì quá quen thuộc rồi, chúng ta chỉ cần gõ cái model Z4132G là chúng ta sẽ thấy nhiều cái video về máy này rồi. Chế độ khoan và taro có cử khanh sâu để mà đảo chiều, có nút dừng khẳng luôn. Rồi, đặc biệt ở đây thì đang giới thiệu đó là máy kết hợp với lại đầu 6 mũi cùng lúc, đầu hình tròn. Anh em nào mà có cái phôi hình vuông hoặc là hình chữ nhật hoặc là hình thẳng thì chúng ta sẽ làm cái đầu phù hợp với lại cái chi tiết của mình. Rồi, chúng ta có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé, theo số điện thoại hoặc là Zalo. Xin cảm ơn.